Dịch vụ mua hộ vé số Vietlott qua ví Momo. Mua mọi lúc mọi nơi, bảo mật thông tin, trả thưởng ngay vào ví Momo. Bởi ví Momo sẽ nghe jackpot Vietlott. Xin chào toàn thể anh em đồng bóng thân thương. Nhắc đến những tiền đạo của Manchester United từ xưa đến nay, chúng ta đã có rất nhiều những tiền đạo giỏi. Chúng ta có Dimitar Berbatov, chúng ta có Ruud van Nistelrooy nè. Xa xôi hơn, chúng ta có Eric Cantona, chúng ta có Andy Cole, chúng ta có Dwight York. Mỗi người có một phong cách khác nhau, một cái bản năng săn bàn và một cái tính cách, một cái chất, một cái màu nó khác nhau. Và trong số những tiền đạo đã từng đặt chân nhà hát của giấc mơ, chúng ta sẽ hoài niệm về Luis Saha, cầu thủ số 9, tiền đạo người Pháp một thời đã từng tạo nên một cái cặp tiền đạo rất nổi tiếng cùng với Van Nistelrooy trong suốt thời kỳ thành công của Quỷ Đỏ ở những năm đầu của thập niên 2000. Và trong chuyên mục Giờ Ra Sao hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại Luis Saha, tiền đạo một thời của Manchester United. Giờ Ra Sao. Hành trình từ cậu bé thủ đô đến ngôi sao thế giới. Luis Laurent Saha sinh ngày 8 tháng 8 năm 1978 tại Paris, Pháp. Cha của Saha là một người thợ trong xưởng chế tạo máy bay và mẹ là một nhân viên y tá. Tuy nhiên, với việc phải nuôi tới 3 người con, trong đó có Luis Saha và một người em gái và một đứa em trai, vì thế, kinh tế gia đình luôn là vấn đề nhức nhối. Không những vậy, mức sống cao ở kinh đô thời trang khiến cho việc chi tiêu càng trở nên dè dặt hơn. Có niềm đam mê bóng đá từ nhỏ và cũng được nghe nhiều người nói rằng bóng đá chính là con đường duy nhất để thoát nghèo. Vì thế, Luis Saha dành rất nhiều thời gian sau giờ học của mình để tận hưởng niềm vui của mình với quả bóng. Đồng thời, anh cũng không hề giấu giếm gia đình ước mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, người cha luôn ủng hộ con mình, nhưng ông luôn muốn Luis Saha phải học hành đàng hoàng để dù không may không thể hoàn thành giấc mơ sân cỏ, Saha vẫn có một công việc đàng hoàng tử tế. Năm 1995, Luis Saha chính thức trở thành thành viên của đội U19 Mass trước khi anh được đôn lên đội 1 vào năm 97. Và dù chỉ mới lần đầu dấn thân vào bóng đá chuyên nghiệp cùng với những tháng ngày đầu tiên được hít thở bầu không khí của giải đấu cao nhất nước Pháp, nhưng Luis Saha đã cho thấy tầm quan trọng của mình với thành tích 1 bàn thắng sau 21 trận đấu, để được xem là một hành động vô cùng đáng khích lệ cho cá nhân tiền đạo người Pháp. Sau khi vừa trải qua có được 3 trận ở mùa giải thứ 2 cùng với Mass, Saha được một câu lạc bộ khác ngoài lãnh thổ Pháp hỏi mượn, đó là Newcastle mùa giải 98-99. Và đương nhiên, ngoài hàng Anh là một môi trường tốt hơn nhiều để Saha có thể phát triển bản thân. Thế là Luis Saha đồng ý dành ra 1 năm để khoác áo chích chòe. Và trong những tháng ngày đầu tiên chinh chiến ở đấu trường khắc nghiệt nhất cấp câu lạc bộ, Luis Saha vẫn kịp để lại cho mình một bàn thắng sau 11 trận đấu. Quay trở về Metz và có được thành tích 4 bàn thắng trong 23 trận ở mùa giải 99-2000, Saha đã không hề giấu giếm ý định quay về xứ sở sương mù thi đấu. Và ngay trong kỳ chủ nhật mùa hè năm đó, Fulham là đội chia ra hơn 3 triệu euro để mang cựu tiền đạo sinh năm 78 này về. Tuy nhiên, Saha chỉ có thể làm quen với giải đấu hạng nhất nước Anh, chứ không phải là giải ngoài hạng. Luis Saha là một bản hợp đồng rất chất lượng. Tôi đã biết cậu ấy và khả năng chơi bóng đáng kinh ngạc của cậu ấy khi chỉ mới 17 tuổi. Tôi dám chắc rằng cậu ấy hoàn toàn có thể trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất như những bậc tiền bối của mình như Thierry Henry, Nicolas Anelka từng làm. Tôi tin cậu ấy sẽ là cầu thủ xuất sắc ở giải hạng nhất và rất nhanh chóng sẽ trở thành một ngôi sao tại giải ngoài hạng. Đó là những nhận xét của huấn luyện viên Fulham thời điểm đó, Jean Tigana. Đúng như kỳ vọng, Luis Saha nhanh chóng thể hiện bản năng săn bàn trời phú của mình với bàn thắng vào lưới của Crew Alexandra ngay trong trận đầu tiên của mùa giải mới. Tiếp đến là bàn thắng trong chiến thắng 3-1 trước Birmingham. Với liên tiếp những bàn thắng, phần thưởng cho Luis Saha là một suất ở đội hình xuất phát bên cạnh John Collins và Lee Clark. Và như để chứng minh rằng niềm tin của Jean Tigana đặt vào đúng người, Luis Saha ghi liền 8 bàn thắng trong 4 trận từ ngày 5 tháng 9 năm 2000 đến ngày 16 tháng 9 năm 2000. Trong đó có một cú hat-trick vào lưới của Barnsley, hai cú đúp vào lưới của Northampton Town và Burnley, trong khi bàn thắng còn lại là pha lập công vào lưới của Nottingham Forest. Thành tích ghi bàn ấn tượng của Luis Saha với 27 bàn thắng sau 43 trận đấu đã góp phần không nhỏ vào hành trình thăng hạng lên giải đấu cao nhất xứ sương mù của đội bóng thành luận đồn. Và đương nhiên, giải thưởng UEFA League Championship năm đó không thể nào thoát khỏi tay của tiền đạo người Pháp. Thậm chí Saha còn được PFA điền tên vào đội hình tiêu biểu của năm. Tiếp tục chuỗi ghi bàn thăng hoa đó, Luis Saha khởi đầu mùa giải mới bằng 3 bàn thắng vào lưới của Manchester United và Sunderland và ấm luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League. Tuy nhiên, Premier League luôn là một môi trường không hề dễ chơi và đòi hỏi các cầu thủ phải duy trì sự xuất sắc của mình trong suốt quãng thời gian dài.
và có vẻ như Zaha đã phần nào cảm nhận được điều đó khi anh mới chỉ ghi được thêm 5 bàn thắng nữa trong suốt 33 trận còn lại được trao cơ hội. Tiền đạo người Pháp kết thúc mùa giải 2001-2002 với 8 bàn thắng trong 36 trận. Mùa 2002-2003 thậm chí còn có phần đáng quên hơn với cựu tiền đạo Newcastle khi Zaha bị chấn thương gân kheo và phải nghỉ thi đấu gần như toàn bộ mùa giải. Thành tích ghi bàn của Zaha chỉ là 5 bàn thắng trong tổng cộng 17 lần ra sân. Tuy nhiên, đây có lẽ không phải là điều gì đó đáng chê trách khi hiệu suất điền tên mình lên bảng tỷ số của tiền đạo người Pháp vẫn cao hơn mùa giải trước. Chỉ đến khi bước sang mùa 2003-2004, mọi thứ thực sự thay đổi với Luis Zaha. Cụ thể là trong chiến thắng của Fulham ngay tại sân vận động Old Trafford vào tháng 10 năm 2003, và Luis Zaha đã có một màn trình diễn có thể nói là trên cả tuyệt vời. Và chính màn trình diễn đó đã thuyết phục được Sir Alex Ferguson phải cố gắng thay đổi màu áo của tiền đạo người Pháp. Quyết tâm có được Zaha cộng với những bất hòa giữa anh với huấn luyện viên của Fulham thời điểm đó là Chris Coleman đã dẫn đến một cuộc chia ly tiếc nuối với thành tích 63 bàn thắng sau 142 trận đấu. Những nỗ lực xứng đáng. Tháng Giêng năm 2004, Man United công bố bản hợp đồng đã được nhiều người dự đoán từ trước. Luis Zaha chính thức đổi màu áo sau khi đội chủ sân Raven Cottage nhận được 17,5 triệu euro tiền chuyển nhượng. Với mức giá có thể gọi là tương đối cao vào thời điểm đó, không ít Kevin Nuisance kỳ vọng Zaha sẽ học hỏi từ những đàn anh đi trước như Ruud van Nistelrooy hay Diego Forlan, và cùng với Cristiano Ronaldo trở thành niềm hy vọng mới của nửa đỏ thành Manchester. Và như bao mùa giải khác, Luis Zaha vẫn tỏa sáng ở giai đoạn đầu với 7 bàn thắng trong vỏn vẹn 10 lần ra sân ở đầu mùa 2003-2004. Trong đó, bàn thắng đầu tiên của cựu tiền đạo sinh năm 1978 là vào lưới của Southampton. Trong trận đối đầu với Everton ở vòng tiếp theo, chính Luis Zaha cùng với Van Nistelrooy chia đôi mỗi người một cú đúp để đem về chiến thắng 4-3 nghẹt thở trước khi tiếp tục lập công trong trận hòa 1-1 ở ngày tái ngộ đội bóng của Fulham. Tuy nhiên, Luis Zaha đã gặp phải những vấn đề về gót chân Achilles và phải nghỉ thi đấu trong một thời gian khá dài. Vì vậy, mùa giải 2003-2004 của Zaha kết thúc không mấy suôn sẻ khi anh chỉ có cho mình 7 bàn thắng. Đây chính là dấu hiệu dự đoán cho một tương lai không lành của thần đồng bóng đá Pháp một thời. Chấn thương liên tục hành hạ Luis Zaha ở giai đoạn đầu mùa giải 2004-2005. Và mãi cho đến tận ngày 28 tháng 8 năm 2004 thì anh mới lại được hít thở bầu không khí đấu trường khắc nghiệt nhất hành tinh, và đó là trận hòa 1-1 trước Blackburn. Chưa kịp lấy lại phong độ ở câu lạc bộ, Zaha tiếp tục gặp chấn thương đùi khi hội quân cùng tuyển Pháp cho các trận giao hữu và phải nghỉ thi đấu một tháng. Những chấn thương dai dẳng kéo theo việc Zaha chưa hề có bất kỳ pha lập công nào cho Quỷ Đỏ ở giai đoạn lượt đi, và phải mãi cho đến tháng 1 năm 2005 Zaha mới có cho mình bàn thắng đầu tiên vào lưới Aston Villa trước khi những chấn thương cũ tái phát một tháng sau đó. Và dù không muốn, nhưng Zaha cũng phải chấp nhận thành tích nghèo nàn với chỉ một bàn thắng sau 14 trận ra sân. Sau mùa giải 2005-2006 đầy nỗ lực với 7 bàn thắng trong 19 lần được trao cơ hội, Zaha đã trở lại mạnh mẽ mùa bóng năm sau và góp công không nhỏ vào hành trình xưng vương của Quỷ Đỏ. 8 bàn thắng sau 24 trận ra sân có lẽ là không đủ để nói lên tầm ảnh hưởng của tiền đạo người Pháp, khi Zaha đã chứng minh cho tất cả thấy được rằng mình vẫn còn có thể trở thành ngôi sao tại nhà hát của những giấc mơ. Mùa giải đỉnh cao nhất của Zaha, tiếc thay, cũng chính là mùa giải cuối cùng của anh ở Old Trafford. Hai cú đúp danh hiệu Premier League và Champions League mùa 2007-2008 giúp Zaha trở thành một trong những cầu thủ người Pháp xuất sắc nhất lịch sử câu lạc bộ tính từ thời điểm giải đấu cao nhất nước Anh được đổi tên thành Premier League vào năm 1992. Tuy nhiên, thành tích 5 bàn thắng sau 17 trận là không đủ để giữ chân Zaha, và thế là một cuộc chia tay trong êm đẹp diễn ra khi Zaha trở thành người của Everton với mức phí chuyển nhượng tự do. Giai đoạn của sự nghiệp. Sau khi chinh chiến ở những đội bóng tầm trung đáng chú ý khác như Everton hay Tottenham Hotspur, Sunderland, Luis Zaha tuyên bố giải nghệ vào năm 2013 trong màu áo Lazio. Cuộc sống hậu sân cỏ của cựu tiền đạo người Pháp cũng có phần nào liên quan đến bóng đá khi Zaha tham gia trận đấu tri ân người đồng đội Ledley King ở Tottenham Hotspur trước khi cùng Manchester United tham gia một trận đấu từ thiện gặp Barcelona. Ngoài ra, Luis Zaha có thành lập một website có tên là Asis Stars dành cho những người nổi tiếng thuộc lĩnh vực thể thao và giải trí. Đồng thời, anh cũng là tác giả của cuốn sách Thinking Inside the Box. Vừa rồi, chúng ta đã điểm qua những dấu sao chói lọi trong sự nghiệp quân đội áo số của Luis Zaha và giờ ra sao. Có thể nói, Fulham chính là bệ phóng cho Zaha
đạt được những thành công trong ngõ của Manchester United, qua đó giúp anh hoàn thành được giấc mơ chơi bóng của mình thật trọn vẹn. Và nếu như bạn có thắc mắc gì hay có bất kỳ ý tưởng nào muốn gửi đến cảm sâu, đừng ngần ngại comment bên dưới video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.